Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 12 giờ đến từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, dương liễu mộc, kỵ tuổi, đinh sửu, tân sửu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Mùi, lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành mộc cục, xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Ất Sửu, tân Sửu, đinh Hợi, đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh Hợi, Ất Hợi, đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Phúc, tốt mọi việc. Sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi. Sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Thiên Tặc, xấu đối với việc khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với việc xuất hành, giá thú. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Tây Bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Đây là điềm báo cho bạn tuổi Tý có thể vướng phải họa tiểu nhân trong ngày hôm nay nếu như bạn không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn tuổi Tý nên tránh thái độ gắt gỏng để không làm sứt mẻ tình cảm với người khác trong ngày hôm nay. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý đang có được tin mừng về con đường tài lộc. Về tình hình tài chính của bạn tuổi Tý trong lúc này có được sự khởi sắc khi bạn đang có được các thần tương trợ.
Dù đối với những bạn làm công ăn lương hay là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều có thể có thêm thu nhập, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Đối với những cặp đôi cảm thấy không còn sự nồng cháy như thuở ban đầu, cảm giác nhạt nhẽo khiến cho cả hai người chẳng muốn gặp mặt nhau nhiều như lúc trước. Sự nhàm chán này rất đáng sợ. Nếu như bạn tuổi Tý không muốn tình cảm rạn nứt thì hãy tìm cách hâm nóng tình yêu, tạo sự thời mở tươi mới cho tình yêu đi bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có thể vướng phải họa tiểu nhân nếu không kiểm soát được cảm xúc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tránh tỏ thái độ gắt gỏng với những người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tài lộc có tin mừng, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn kinh doanh hay là làm công ăn lương đều có được thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên tìm cách hâm nóng tình cảm bị rạn nứt. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 30, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cái điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Sửu, bạn dễ nóng nổi vì những chuyện nhỏ nhặt, và những cơn nóng giận đó có thể khiến cho tình cảm gia đình mâu thuẫn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, và với bạn tuổi Sửu, bạn đừng có để cho cảm xúc bị chi phối hết cả lý trí mà làm tổn thương những người thân yêu của mình. Đến khi giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn mất rồi. Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng không thể nào thay thế được và cần phải giữ gìn. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Sửu đang có được tinh thần làm việc hăng say. Dù bạn được giao nhiệm vụ khó khăn hoặc là có nhiều chi tiết mới, bạn cũng không có chút nề hà, nghiên cứu thận trọng và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc công việc nữa. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, trạng thái tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cơn nóng giận làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho cảm xúc che mờ lý trí, gây tổn thương cho những người thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tinh thần làm việc hăng say, nghiêm túc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 18, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang có được báo hiệu dễ đạt được những bước tiến khá lớn trong công việc ngày hôm nay khi bạn đang có được chính quan chiếu mệnh. Và bạn tuổi Dần, bạn có được sự tập trung, dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao, không ngại khó, ngại khổ. Hôm nay với bạn tuổi Dần, bạn hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đó khiến cho người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực mà bạn vươn lên, gây được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, cho thấy năng lực của bản thân bạn cũng không hề thua kém một ai. Có vẻ như bạn
đang khiến cho đối thủ phải cảnh giác về bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn Tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn đang gặp nhiều điều mâu thuẫn, có điềm báo, đào hoa xấu dẫn đến tư tưởng ngoại tình. Hạnh phúc vốn trong tầm tay, nếu như bạn không biết nắm giữ mà cứ đứng núi này trông núi nọ thì hối hận sẽ không kịp cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc đạt được bước tiến triển lớn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đó. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm có nhiều mâu thuẫn, có điềm báo đào hoa xấu. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh đen. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhờ tam hợp quý nhân nâng đỡ. Vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay có rất nhiều điểm sáng. Bạn thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ của mình. Bạn sẽ được những người xung quanh ủng hộ, động viên, cũng là chung tay, cũng như là chung tay góp sức tạo điều kiện tốt cho bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão cần phải cẩn trọng, kẻo kẻ tiểu nhân lừa lọc về tiền bạc. Kẻ tiểu nhân biết cách nói chuyện khiến cho bạn tuổi Mão dễ dàng tin tưởng và trao tiền bạc đi mà chẳng chút nghi ngờ. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ tương xung. Cái điều này làm cho bạn, con đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Đối với những bạn đang còn độc thân, cần phải có nhiều dũng khí hơn để tiến tới bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và có phần nhút nhát đến lạ lùng nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận trình có được nhiều điểm sáng, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, được mọi người ủng hộ và tạo điều kiện để cho bạn phát triển. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cẩn trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, cần có thêm dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có thể sẽ phải đối mặt với họa phá tài. Do đó, trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn, đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tiến hành về đầu tư. Bạn mệnh tuổi Thìn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy của những kẻ cò mồi đưa ra lãi suất cao bằng những lời lẽ ngọt ngào cho bạn. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải thắt chặt trong vấn đề chi tiêu, quản lý về tài chính khoa học và hợp lý hơn. Bạn cũng nên mua sắm có chừng mực, đặc biệt là đừng có quá sa đà vào các trang mua sắm trực tuyến, kẻo lại cháy túi lúc nào không hay.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa của bạn. Bạn mệnh tuổi Thìn nên chú ý ăn uống khoa học, tránh làm việc căng thẳng quá độ hay mải mê làm việc mà bỏ bữa, có thể sẽ gây ra nhiều tác hại xấu không lường đối với bạn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ gặp họa phá tài, thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên tìm thời điểm khác để đầu tư sẽ thích hợp hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy của những kẻ lừa lọc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim nên thắt chặt vấn đề về chi tiêu, quản lý về tài chính cho tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy chú ý đường tiêu hóa, ăn uống khoa học. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có tam hội quý nhân dẫn dắt, cho nên cái chuyện tình duyên của bạn được khởi sắc rực rỡ. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tìm được ý trung nhân cho mình. Và nếu như bạn tuổi Tỵ, bạn chủ động và tích cực trong chuyện tình cảm của mình thì quý nhân sẽ tạo thêm cơ hội cho bạn để hai người nên duyên. Trong công việc của bạn tuổi Tỵ ngày thứ 6 này, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng làm cho bạn sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp với mình. Bạn tuổi Tỵ, bạn biết cách để người khác phải ấn tượng về những gì mà mình có, tạo lòng tin cho những người đi theo và làm việc cho mình, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công cho bạn. Và với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn mệnh đôi lúc sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn và thử thách mới, nhưng bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ vượt qua được tất cả. Song với bạn tuổi Tỵ cũng cần phải rèn luyện cho mình khả năng kiểm soát về cảm xúc, chứ đừng có để cho cảm xúc lấn át cả lý trí. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình duyên khởi sắc rực rỡ đối với những bạn đang còn độc thân, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, quý nhân tạo cho bạn cơ hội tìm được ý trung nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đạt được bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, biết cách tạo ấn tượng và lòng tin với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên rèn luyện khả năng kiểm soát về cảm xúc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mùi Ngọ nhị hợp. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Ngọ đón nhận nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Đối với những ai đã có gia đình, tình cảm vợ chồng có được sự hòa thuận, giúp cho bạn mệnh luôn vui vẻ và hạnh phúc, và có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ được ông Tơ Bà Nguyệt xuê duyên, dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình. Bạn mệnh nên mở rộng trái tim, đừng có quá khắt khe với bản thân mình, cũng như là với đối phương, hãy cho cả hai có được cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ,
cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Ngọ, dễ dàng hóa giải được những khó khăn trở ngại ở trước mắt. Bạn mệnh biết cách khéo léo lợi dụng ưu thế của mình đang có để giải quyết vấn đề nan giải, vươn lên tạo sự đột phá, khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ về bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân sẽ được xuê duyên với người thích hợp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên mở cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt bằng những ưu thế sẵn có. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 63, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, đây là điềm báo cho bạn tuổi Mùi trải qua một ngày không được mấy may mắn cho lắm với mình. Bạn mệnh tuổi Mùi có thể sẽ gặp phải những tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi trong ngày hôm nay, và tốt nhất là bạn nên giữ vị trí là người ngoài cuộc sẽ tốt hơn cho bạn. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên ham những lợi ích trước mắt, đừng có mong mình không tốn công sức mà lại có được hưởng thành quả lao động của người khác. Bạn hãy lao động một cách chân chính, rồi bạn sẽ được nếm trái ngọt do chính bàn tay của mình trồng nên. Ngày này với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy sự bốc đồng của bạn trong ngày hôm nay có thể là nguyên nhân vì bạn thiếu đi sự kiểm soát. Trong những lúc cảm xúc bất ổn, bạn rất dễ làm tổn thương người thực sự quan tâm tới mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên giữ vị trí trung lập trong những cuộc tranh luận. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng bao giờ nghĩ ngồi không mà được hưởng thành quả ngọt ngào. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nỗ lực hết mình rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể gây tổn thương cho người mà mình yêu thương do cảm xúc bất ổn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 72, số 91, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy công việc của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay không được như ý khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Bạn tuổi Thân, bạn mãi lo nghĩ chuyện riêng cho nên đang thiếu đi sự tập trung để cho những chuyện cá nhân, riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Do đó, với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp được. Và nếu như bạn tuổi Thân, bạn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, thì có thể sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí là bị trừ lương nữa. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất tốt đẹp. Vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là cơ sở vững chắc để cho bạn tuổi Thân luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Bạn nghĩ mình phải chăm chỉ làm lụng hơn nữa để xây dựng mái ấm gia đình của mình ngày một hạnh phúc
và đầy đủ hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc gặp nhiều trục trặc, không được như ý. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thiếu đi sự tập trung để chuyện cá nhân xen vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, dễ mắc phải sai lầm, ngay cả những việc đơn giản nhất. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, kẻo lại bị khiển trách. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, tạo động lực để cả hai cùng cố gắng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu đang đón tin vui về đường tài lộc vượng phát như được trải thảm hoa hồng cho bạn. Đặc biệt đối với những bạn kinh doanh buôn bán, dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà như nước. Trong ngày này, còn đối với những bạn làm công ăn lương, bạn có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua. Và bạn tuổi Dậu, dù đứng trước những khó khăn thử thách như thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng, nhụt chí. Nhờ vậy, bạn luôn được đánh giá rất cao về vai trò của mình trong tập thể. Trong ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng đang rất tốt đẹp, con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, giúp cho những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy siêng năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa, đừng có lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tài lộc được vượng phát như được trải thảm hoa hồng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, dễ dàng đạt được thành công, tiền bạc đổ về ào ào. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm công ăn lương, được cấp trên khen ngợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, những bạn đang còn độc thân cần phải siêng năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội nên duyên đôi lứa. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cái điều này sẽ khiến cho bạn dễ gặp phải trục trặc trong công việc ngày hôm nay. Mọi chuyện có thể sẽ không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước, khiến cho bản mệnh cảm thấy rất buồn bực. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải chú ý đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến cho công việc của bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn, khiến cho bạn bị chậm tiến độ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, dù bạn tuổi Tuất là người nhiệt tình, thẳng thắn, tuy nhiên đôi khi bạn lại rơi vào tình trạng nóng vội, đưa ra những quyết định không thực sự chính xác. Bạn cần phải tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất
thuộc mệnh hỏa, công việc gặp trục trặc, không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đặt ra từ trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, cần phải chú ý và đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xung quanh mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tiểu nhân gây khó dễ, làm chậm tiến độ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nóng vội, dẫn đến quyết định vội vàng, thiếu đi sự chính xác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng chanh, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp được vận quý nhân tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi không gặp phải bất cứ khó khăn gì trong công việc ngày hôm nay. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ vững tinh thần bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có được một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình. Và đây cũng là thời điểm tương đối là thích hợp để cho bạn tuổi Hợi đưa ra những quyết định về đầu tư hoặc là kinh doanh. Bạn mệnh có thể gặp được một vài đối tượng đáng tin cậy, bạn cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên này. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng thì bạn không nên cố tình lờ đi, mà đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, công việc được suôn sẻ khi giữ được tinh thần bình tĩnh và ổn định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định về đầu tư hoặc là kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, gặp được đối tác đáng tin cậy, duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho cả hai. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần phải quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề của gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đối mặt thẳng thắn với những khúc mắc giữa vợ chồng để cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.